Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AppCopy, và hôm nay 63 sẽ giới thiệu anh em tự game có tên gọi là Among Us. Con game này thì trước đây nó chỉ có tiếng Anh thôi, và nay thì nó đã hỗ trợ thêm ngôn ngữ tiếng Việt rồi. Và tên tiếng Việt của tựa game Among Us này khi mà dịch ra tiếng Việt sẽ gọi là Tâm Kế Chiều Đường nhé các bạn nhé. Thật ra mình thấy là Tâm Kế Chiều Đường nghe hơi sai sai, bởi vì cái trang phục nhân vật game này nó là những trang phục của thời thanh. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game. Đại loại thì các bạn sẽ có một tựa game nó sẽ chơi tương tự như tựa game Among Us đấy, hay gọi là ma sói á. Ma sói, thật ra cũng phải không dùng ma sói lắm, nhưng mà đại loại sẽ giống Among Us. Tuy nhiên là thay vì là cái bối cảnh ngoài vũ trụ, thì khi mà các bạn chơi con Among Us này thì các bạn sẽ đến với Triều Thanh. Đấy, các bạn sẽ đến với những cái màn cung đấu hại não hơn. Chúng ta sẽ có hai phe, cũng chia hai phe, một phe nội gián và một cái phe bình thường. Thì chúng ta sẽ phe nội gián này, các bạn nhiệm vụ của bạn đó là tiêu diệt những người chơi khác. Đó, và các bạn này có sử dụng các kỹ năng này, ẩn nấp, đừng để cho người chơi khác phát hiện. Các bạn khi mà tàng hình thì đấy, tàng hình ở đây thì sẽ người chơi không xác, không phát hiện ra anh em. Rồi, chúng ta sẽ mở cạm bẫy này, các bạn này đặt cạm bẫy để cho để hại người chơi khác á. Đây là mình đang ở cái phe phản diện nhé mọi người nhé. Đó, bây giờ vì việc hồi xưa là nó không có tiếng Việt thì chơi hơi khó, bây giờ có tiếng Việt thì sẽ chơi dễ hơn nhiều. Đó, bạn thấy không? Sau khi rớt xuống nước thì sẽ không ai cứu thì sẽ bị loạn. Các bạn thấy không? Chúng ta sẽ đặt bẫy để ám hại người chơi khác. Rồi. Các trung thần khác khi phát hiện, như hai phe nhé, nội gián và trung thần. Đó, và sẽ có phần thảo luận. Các bạn thể nghi ngờ hoặc đẩy nghi ngờ cho người khác. Nếu các bạn là phe trung thần thì các bạn sẽ phải nghi ngờ những người chơi khác. Còn nếu các bạn là phe gian thần thì các bạn phải cố gắng là đừng để mọi người nghi ngờ mình. Game này thì các bạn nên bật voice lên. Game thì có hỗ trợ voice nhé mọi người nhé. Các bạn nên bật voice lên. Bởi vì là chat nó hơi lâu, và nên nói chuyện thì nó sẽ nhanh hơn. Nên giống như các bạn chơi ma sói bên ngoài đời á. Đấy, cứ dụ bạn đẩy hết nghi ngờ cho thằng số 3 này. Các bạn sẽ báo cáo nó, và ai nhiều vote nhất thì sẽ lập tức sẽ bị loại khỏi màn chơi. Đó, phe nội gián đấy, khi mà các bạn bằng đấy, trung thần hoàn thành nhiệm vụ này cần ấn hết rồi. Bây giờ mình sẽ sang phe trung thần nhá. Đó, nó chia hai phe như vậy thôi. Làm trung thần vì làm nhiệm vụ thì mới có thể tìm ra nội gián. Đây, chúng ta sẽ học cách để làm nhiệm vụ trước. Ở đây đợi tí anh em mình sẽ thiết lập cái phím ảo một tí, cơ bản mình đang chơi bằng giả lập á. Đấy, cho nó dễ. Rồi, đây trung thần này, chúng ta sẽ có những các nhiệm vụ trên bản đồ này, các bạn sẽ thao tác đi làm nhiệm vụ. Đó, các bạn phải cẩn thận nhé, trong lúc làm nhiệm vụ này thì rất có thể là sẽ gặp nội gián. Có người đến nhiệm vụ. Số 1 làm nhiệm vụ sẽ tăng tiến độ, chắc chắn là trung thần. Đó, các bạn phải để ý, phải rất là soi. Đó, số 3, thấy thằng nào chạy lung tung rất là khả nghi thì mọi người phải nghi ngờ nhé, đi xem sao. Đây, nó vừa, đấy, tự nhiên thấy cái xác đây này. Chúng ta sẽ nghi ngờ là thằng số đấy, thằng số 3 đấy nó là kẻ nội gián, bởi vì là nó vừa đi ra phát rồi có người chết. Chúng ta sẽ phải báo cáo. Số 3 vừa đi qua, số 2 đã ngất. Đó, rất đáng nghi. Chúng ta sẽ bỏ phiếu vào cho thằng số 3 này. Đấy, thay vì nhìn chung là cái con game này chả khác quái gì con Among Us cả, nhưng mà thay vì là chủ đề vũ trụ, chúng ta có chủ đề về cung đấu. Đấy, chủ đề thời thanh, thời xưa, mang đến cả Trung Quốc. Đấy, nhưng mà game nó dịch là Tâm Kế Chiều Đường là hơi sai. Mình nhắc lại lần nữa là như thế. Rồi, chúng ta sẽ đặt tên này, Sói Bạc. Và ngôn ngữ chính là tiếng Việt. Game này thì là server global, nhưng mà nó sẽ hỗ trợ dịch luôn ở trong game nhé, các bạn yên tâm. Sói Bạc. Rồi, các bạn, đây là giao diện chính này, các bạn thể bắt đầu nhanh trận đấu. Các bạn sẽ vào phòng tân thủ này thì các bạn thể ghép cặp. Thật ra mình nghĩ là những cái màn chơi đầu tiên này sẽ chủ yếu là boss thôi. Một màn chơi sẽ tối đa 5 người nhé, bao gồm một nội gián và 4 trung thần. Các bạn sẽ có rất nhiều phe khác nhau, thái y, rồi cung nữ, thái giám các kiểu. Đấy, và mỗi phe thì nó sẽ có một cái kỹ năng hỗ bổ trợ khác nhau. Đây, mình là phe nội gián này mọi người. Chúng ta sẽ phải tìm cách để tiêu diệt người chơi khác. Rồi, chúng ta sẽ đừng để họ nghi ngờ, mình sẽ đi làm nhiệm vụ thôi. Giả vờ đi làm nhiệm vụ. Đây là bản đồ này, có rất nhiều khung cái khác nhau, ngự hoa viên các kiểu. Đấy, từ Ninh Cung, các bạn sẽ tìm đứa nào nó đi. Có phần kỹ năng này, đồng độc người chơi bên cạnh. Ok, đã có cái kỹ năng.
Rồi mình sẽ trả vờ đi làm nhiệm vụ. Các bạn đừng để cho người chơi làm nhiệm vụ hết nhá. Nếu mà họ hoàn thành nhiệm vụ là các bạn thua đấy. Đi tìm nó. Cái đứa nào đi lẻ lẻ thì tấn công Rest này. in peace. Đó, rồi các bạn để tránh bị ngờ thì anh em thì tàng hình đi. Đó. Ô, báo cáo họ gấp mở cuộc họp. Ồ, có đưa báo cáo rồi mọi người ạ. Và bây giờ mình tránh bị nghi ngờ thì mình sẽ đẩy sang người khác. Tại sao lại họp? Tại sao lại họp? Và các bạn hoàn này ấn dịch nhá. Nếu có người gặp người chơi nước ngoài. Wasn't Mike 5 with them a moment ago? What? No, I was with them. Đây for là a mình đang while. Chơi với, nói chung Then là vẫn I là cái went phần off để to mình chơi với do bot the để làm task quen thôi. alone afterwards. Where were you doing your tasks? Đó. Đúng rồi. I Còn tiếng was Anh này, writing vì in con the game này bản study. chất lúc ban đầu là tiếng Trung rồi tiếng Anh ấy, nó chưa tiếng Việt mà nay là có tiếng Việt rồi. Mike 5 is lying. I came from over there and didn't see them. Đó, nói chung là các bạn cứ vote bừa đi anh em ạ. You must be mistaken. I was in the Đang corner tranh of the cãi, nói chung là room. game này ấy, nên dùng voice để thảo luận cho nhanh vì cái Everybody thời trust gian me. thảo luận nó cũng Vote có them giới out. hạn thôi, khoảng 70 80 giây rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ phiếu cho số 5. Đó, bọn nó nghi ngờ nhau, vote bừa số 5 đi. Darn it, Mình sẽ I've been framed. Đó, chúng ta sẽ bỏ phiếu. Đó, nếu mà ai bị nhiều vote nhất thì sẽ thắng, còn nếu mà không vote nữa thì lại tiếp tục màn chơi thôi. Rồi. Đó, bỏ phiếu. Rồi, như vậy là còn một nội gián, các bạn thấy không? Đó, chúng ta sẽ đợi hồi kỹ năng để tiếp tục nhá. Có kỹ năng đầu độc này sao chưa sử dụng được ta? À, thằng số 3 này. À, đâu đâu đâu, trên này chứ. Đâu mà nó vừa đi qua rồi. Ui, cẩn thận để nó hoàn thành nhiệm vụ nhá. À, đi tìm này cũng vất vả phết, bản đồ cũng khá là rộng mọi người ạ. Bản đồ rộng nha. Ủa sao không thấy ai vậy? Đấy. Thân phận nội gián này. Gây rối loạn cuộc họp này. Số lượng trung thần bằng hoặc lớn hơn thì sẽ là người chiến thắng. Chưa gì lại mở cuộc họp thế. Lại họp tiếp rồi. Đấy, đơn giản thì chơi như vậy thôi. Nói chung là bạn nào đã từng chơi Among Us rồi thì sẽ thật ra là không khó để làm quen với tựa game Among Us này. Còn nếu những bạn nào lần đầu I know tiên who tìm did đến it. thì mình nghĩ là các Mike bạn nên 3 chơi told từ them từ theo cái before. phần hướng dẫn của game ấy và They chơi từ must từ thôi thì know. cũng sẽ rất là hiểu. Lại vote Are you room rồi. blind? I didn't even see you. Rồi hai đứa tự lấy nhau Give rồi. up. Tất nhiên là đây là con boss They thôi. must vote out the mole this round or else they are going to win. Chứ bình thường nếu mà gặp người Việt thì toàn chém tiếng Việt thôi mọi người ạ. Trust me, vote Mike 3. Rồi. Vote 3 luôn. Ok, tao vote What? mày. You wrong me, ha? The moles are gonna win without even trying. Đấy, vote thằng số 2 luôn. I've been doing tasks alone all this while. What À, do hơi you mất thời see? gian nhỉ. Nói Are chung you là đấy. sure you're not Thì mistaken? mình cũng giới thiệu nhanh cho anh em về cái con Among Us này. Vì bây giờ thì I'm đã có sure tiếng I Việt saw rồi. Hồi Mike xưa là nó chỉ có tiếng Three's Anh icon thôi. on the map Thì suddenly bạn nào quan tâm disappear. mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải và chơi thử con Among Us này nhá. Có tiếng Việt I'm này gonna thì trust sẽ my dễ own chơi hơn rất là judgment nhiều and rồi. vote you. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc nha. Bạn thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là I'll take the subscribe blame if cho I'm wrong kênh this Ác round. Kobi của anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Đây. Vote thôi. Mình sẽ bỏ phiếu này. Rồi. Như vậy là mình thắng rồi bởi vì là đấy mình đã loại bỏ trung thần rồi. Rồi, thắng rồi. Đấy, đơn giản vậy thôi. Ok, cảm ơn anh em nhá. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ độc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ ngày đi.